Đây. Rồi, từ từ thôi. Đi. Trời, mấy gì tới tắm kìa vậy? Rồi vậy mấy gì tới tắm kìa. Đây có cá không? Không, đây không có cá đâu. Rồi, đi qua bên kia. Đi đường này nè. Ồ. Nó dữ lắm á. Đâu rồi, con nào dữ? Đi ra đây coi. Đi ra đây coi, mày dữ quá không? Trời ơi, nó bay luôn rồi. Chạy mấy sao? Đi đường này nè. Cá ốc. Cá ốc hả? Dạ. Đây, em lấy dao bắt con ốc lên là mồi đang câu cá. Ốc nào mà? Đó. Thấy gì chưa? Ờ, đúng rồi. Đây, cho dơ ốc lên coi. Dạ. Ồ, gai. Đâu rồi, ốc đâu rồi? Đây, đây. Gai ốc được bay lớn rồi. Rồi đi lại. Hả? Không có nước xuống cái câu này ngay rồi. Rồi đưa này, hả? Đưa rồi đi gần câu móc mồi vô. Đừng câu đây. Con biết câu đi ra. Biết câu hay cả trúng là trúng là một cái. Đây là của ai vậy mẹ? Uống đi của con đó. Đây. Móc vô. Mồi này có cá dầu luôn. Con biết câu cá. Móc vô nha. Rồi. Rồi, thả xuống. Rồi câu được không? Thả xuống nha. Này hồi dính cái vô nè. Câu cá lóc luôn. Ừ. Chừng nào nó ăn nè, chừng nào nó nhúng nhích là giật xuống nghe, câu thấp thấp xuống. Câu thấp thấp xuống. Chừng nào nó liệt liệt là giật lên nha. Mưng này có cá lóc đó. Có không? Dính chưa? Chưa. Chưa dính nữa hả? Đâu. Rồi. Rồi để chú câu nha. Đó. Con gì vậy? Đâu? Chuồn chuồn. Đâu chuồn chuồn đâu? À, thấy con chuồn chuồn rồi. Quả gì? Quả cam. Quả cam hay quả hạnh? Quả hạnh. Đâu cho mẹ coi ơi. Rồi, bẻ luôn. Bẻ vô. Quả hạnh à. Đây. Rồi. Rồi thôi. Ờ, được rồi, đừng bẻ nữa. Trời ơi, sao bẻ? Sao ghen của cậu ba? Trời ơi, đừng có bẻ nha. Kìa gì? Có con vịt kìa gì? Kìa. Con vịt của ai? Dạ, có con vịt kìa. Vớt được không? Kìa, vớt được không? Vịt của ai mày làm rớt đồ chơi đây vậy? Ồ, vớt. Vớt vô. Vớt. Đây, hết cho. Được không nha? Wow. Trời ơi, con vịt bự dữ vậy ta. Đâu? Vịt con nữa. Vô lên đây, vô lên đây coi ơi. Cầm con vịt vô lên đây. Đây, hai con vịt luôn. Rồi, hai con đây. Rồi, đâu quả cam đâu? Rồi, gỡ đi. Rồi, gỡ vô. Đây, con cá khổng lồ luôn. Đã đời luôn, rồi nó ăn cục mồi luôn rồi. Nó nhai luôn con ốc luôn rồi. Rồi, nó nhai. Đây, bỏ xô. Mở ra, bỏ gỗ đi, bỏ vô xô. Có quả quýt không? Rồi, bỏ vô. Bỏ chung với vịt luôn. Có quả chanh. Nhảy nha, đó, đã đời chưa. Rồi, bỏ vô xô đi. Bắt cá bỏ xô đi. Nó dày má. Rồi. Dính được quả. Rồi. Ôi. Rồi về nha, bữa nay thu hoạch quá trời cá rồi. Đi. Rồi thôi bye bye các bạn đi, mình đi về thả cá vô xô nè, bye bye nha. Bye bye. Bye, bye.